đạo diễn hả? Kết quả... Dạ... chưa có hả? Dạ... vậy bao giờ có kết quả, đạo diễn gọi điện báo giùm em liền nha. Dạ dạ, em cảm ơn. Dạ em chào anh. Sao vậy bà? Đạo diễn nói cũng chưa có kết quả luôn hả? Ừ, cũng chưa có kết quả luôn bà. Chán thiệt á. Chắc lần này tôi rớt quá à. Thôi, làm sao mà rớt được. Bà ráng đợi thêm vài bữa nữa đi. Với lại phải tự tin lên chứ. Trời ơi, rớt hoài. Ngày nào tôi cũng đợi hả? Cảm giác mà bị sốt ruột á hả? Khó chịu quá, chắc tôi điên lên luôn á. Thôi mà, cố lên nha. Cố lên, cố lên. Ủa bà đi về quê hả? À đúng rồi, tôi về quê rồi mai tôi lên. Ừ. Vậy thôi bà đi đi, không trễ đó. Đi rồi tôi đi nha. Ừ. Cố lên, cố lên. Đi đi nha. Tự tin lên, tự tin lên. Quên cái bịch rác nữa. Chi? Chi? Ủa, mẹ. Ừ, mẹ đi đâu đây? Trời ơi, mẹ đi nấu đám phụ ở nhà bà Bảy Thúy á. Ủa, bà Bảy Thúy bán vàng hả mẹ? Ừ. Mà sao giờ này mẹ còn chưa về đó? Bộ không sợ ba la hả? Trời ơi, gì la, mẹ đi phụ người ta chứ phải mẹ đi chơi đâu. Làm gì phải sợ ba con la. Ủa còn con sao đi lang thang vậy nè? Dạ bạn cùng phòng với con về quê rồi. Có mình con ở nhà buồn quá, đi lang thang chơi. À, à mẹ, yeah. Hay là sẵn mẹ ở đây á, mẹ lên nhà chơi chung với con đi. Thôi bữa khác thì con trễ rồi. Trời, dù sao thì cũng trễ rồi. Lên chơi với con xíu, ngồi với con xíu rồi về. Chứ con ở trên á hả, mình buồn quá à. Vậy hả? À, sao mẹ? Trễ chút cũng đâu có sao hết. Mẹ vô này dữ à. Mẹ đâu có sợ ổng đâu. À. Mình quá hả, mẹ giống ổng một cái thiệt là mạnh. Đâu phải một mình đâu, biết đánh người tôi cũng biết đánh người vậy. Mẹ của con đứa là số 1 luôn á mẹ. Ai gọi vậy trời? Alo. Con hả? Mẹ nói là đừng có tìm mẹ nữa. Ừ. Cái gì vậy? Bộ không có mẹ ông ngủ không được hả? Ông già rồi chứ phải nít đâu. Mẹ đang nhậu, cúp máy đi. Mẹ nói với thằng Phúc là mẹ đang nhậu. Thằng Phúc nó gọi điện thoại nó biểu mẹ về. Dạ. Nè, hai đứa có gặp nhau thường xuyên không? Dạ cũng không mẹ. Khi nào có con cu bo thì tụi con mới gặp. Trời, có gặp nhau rồi có gây lộn nhau không? Dạ đâu có còn đâu mẹ. Bây giờ có còn gì nữa đâu mà cãi nhau. Mẹ nói nghe nè, nếu mà hai đứa có cơ hội á, nên quay trở lại đi. Vì thằng cu bo bộ chuyện nó khó lắm hả con? Cái hồi mà hai đứa bay ly hôn á, mẹ buồn lắm. Nhưng sau này mẹ thấy hai đứa là nói chuyện với nhau, rồi đi chung với nhau vui vẻ, mẹ nghĩ là chắc tụi con vì thằng cu bo nên quay lại. Mẹ vui dữ lắm. Con sao vậy? Nếu quay lại mà dễ như vậy á thì cũng sẽ đổ vỡ thôi à mẹ. Nói vậy sao được? Con có nghĩ tới con của con không? Mình phải sống vì con mình chứ con. Theo mẹ đó, bây giờ mà hai đứa quay trở lại là rất là tốt. Trễ rồi mẹ. Trời ơi, con mẹ nói con nghe, bây giờ con phải sống thoáng lên. Ai nói gì kể người ta đi, mình đừng có thèm quan tâm, mình sống cho mình thôi. Còn nếu như con sợ ông cha chồng của con thì yên tâm để mẹ nói một tiếng là được hả? Nhưng mà con đâu có mặt mũi nào đâu mà. Ngày xưa cũng chính con á là người đòi ly dị, ai cũng nói con là kẻ không có lương tâm á. Bây giờ bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ con nhìn thẳng vào mắt mẹ nè. Mẹ hỏi con trả lời thành thật nghe. Con có muốn quay trở lại với thằng Phúc không? Không có đâu mẹ ơi. Nè, con đừng có dối lòng nghe. Con đã nói là không có thiệt mà mẹ.
Mẹ biết con còn thương thằng Phúc mà đúng không? Mẹ ăn đi, mẹ ăn đi mẹ. Nè, có cái gì ngon nè. Con đừng có đánh trống lảng nữa. Mẹ cứ nói gì con đã nói là không có mà. Mẹ nói lần chót nha, có cơ hội là hai đứa nên quay trở lại với nhau nha. Vì thằng Cu Bo đó biết không? Kim Chi ơi, tôi về rồi nè. Kim Chi. Ủa? Kim Chi ơi. Dạ, tới liền. Ủa? À, cô giáo. Dạ. Con chào bác. Ừ. Ơ có Kim Chi ở nhà không? Dạ con cũng mới dưới quê về, con cũng không thấy Kim Chi đâu nữa. Vậy hả? Dạ. Tao nói tính qua nói chuyện chơi với nó mà nó đi đâu rồi. À vậy hả? Bác đợi con xíu đi, con gọi cho Kim Chi thử nha. Ừ. Không nghe máy bác ơi. Thôi được rồi, con nghĩ chắc là bận rồi. Chắc vậy quá. Thôi cô làm gì cô làm đi. Tôi ngồi đây đợi nó chút rồi không có tôi đi về. Dạ, vậy thôi để con rót cho bác miếng nước uống. Dạ. Con đang đi siêu thị mẹ. Mẹ tính qua nhà bạn tiếp vụ qua đó. Dạ. Mẹ đang ở nhà con hả? Con đồng ý nha, gật đầu một cái là mọi chuyện tốt đẹp. Dù sao con phải nghĩ Cu Bo con. Hay là con không thích mẹ đúng không? Con ghét mẹ đúng không? Dạ, ý con không phải là như vậy đâu mẹ. Sao mẹ nghĩ con vậy chứ? Thôi cô ơi, cô đừng có nói xạo với tôi nữa. Tôi nhìn cái mòi là tôi biết cô không có ưa tôi rồi, đúng không? Dạ ý con không phải là như vậy. Lúc nào con cũng coi mẹ giống như là mẹ ruột của con, mẹ biết mà. Nếu mà con là coi mẹ như là mẹ đó thì mẹ nói con phải nghe lời chứ. Còn chuyện thằng Phúc với ba con á, để cho mẹ lo. Rồi đâu một chuyện sẽ tốt đẹp đó, nghe con nghe. Mẹ ơi, ý con càng là không phải như vậy nữa. Coi như là con năn nỉ mẹ đó. Mẹ làm ơn đừng có nói gì nha mẹ. Nói chung đây không phải là thời điểm thích hợp để nói. Mà sau này cũng vậy nữa. Nói chung là không có được đâu mẹ. Mẹ đừng có nói luôn nha. Nè, bộ hai đứa không thể nào hàn gắn được sao con? Con... Mà thôi con, bây giờ con phải đi thu âm rồi. Có gì mẹ con mình nói chuyện sau nha mẹ. Nha mẹ. Thiệt tình, mình thì muốn tốt cho tụi nó mà sao tụi nó cứ làm cho mình đau khổ không vậy trời. Cô giáo ơi. Dạ. Cô giáo ơi, tôi về cô giáo ơi. Ơi, ủa? Ủa bác ơi, sao bác về sớm giờ bác không ngồi lại chơi xíu nữa hả bác? Thôi không có chi, ở lại đây làm chi. Dạ. Tôi về nha. Dạ, vậy để con mở cửa. Khoan. Dạ. Tôi hỏi cô giáo câu này nha. Dạ. Cô ở chung phòng với con Kim Chi á, chắc cô biết tánh hết nó phải không? Dạ. Ừ. Nhưng mà sao vậy bác? Tôi nói cô nghe chuyện này nghe. Dạ. Con Chi á, nó muốn quay trở lại thằng Phúc. Cô biết chuyện này không? Trời ơi, tôi cũng muốn mà mong tụi nó quay trở lại với nhau á. Dạ. Hồi hôm qua nè, hai mẹ con tôi ngồi chỗ này nói chuyện với nhau nè. Mà tôi nhìn cái mồi nó là tôi biết nó muốn quay về thằng Phúc. Mà bữa nay hỏi cái nó không có. Chắc nó sợ tại dị nghị. Nhưng mà dù sao hai đứa quay trở lại cũng tốt. Tại vì nó còn thằng con nữa, thằng Cu Bo đó. Ủa? Mà sao mẹ đi vô nhà mình được ta? Đúng rồi. Nãy giờ mẹ nói chuyện cô giáo Diệu Hiền về cái vụ của con với thằng Phúc đó. Con muốn quay lại với thằng Phúc đó. Dạ. Con sao vậy? Thì mẹ nghĩ là hai đứa là bạn thân với nhau, cho nên mẹ tâm sự vậy mà. Mà sự thiệt là con muốn trở lại với thằng Phúc đúng không? Chết con rồi mẹ ơi. Cái gì vậy? Sao nó phản ứng gì kỳ? Hồi hôm qua nè, hai mẹ con tôi ngồi chỗ này nói chuyện với nhau nè. Mà tôi nhìn cái mồi nó là tôi biết nó muốn quay về thằng Phúc. Mà bữa nay hỏi cái nó không có. Chắc nó sợ tại dị nghị. Nhưng mà dù sao hai đứa quay trở lại cũng tốt. Tại vì nó còn thằng con nữa, thằng Cu Bo đó.
Anh à, em muốn nói là tụi mình quay lại với nhau nha. Chắc không ai ngoài anh là người duy nhất tin trong lòng em. Alo, em nghe nè. Em về rồi. Em về lúc 2 giờ chiều á. Vậy bây giờ anh qua chở em đi ăn nha. À, em hơi mệt chút xíu. Hả? Em mệt hả? Mệt nhiều không? Có cần mua thuốc cho không? Không sao đâu. Em nằm nghỉ chút xíu là em khỏe rồi. Anh không cần qua đâu. Vậy thôi ha, mai gặp anh. Minh ơi! Minh! Minh ơi! Hả? À? Minh! Yo! Thiệt tình phải nói luôn á Kim Chi. Nghĩ đi nghĩ lại á, tôi cũng cảm thấy rất là ngưỡng mộ bà luôn. Sao vậy? Thì tại vì á, tôi cũng đã nhiều lần suy nghĩ về tương lai của mình sau này. Đến lúc mà tôi lớn tuổi, tôi già đi thì tôi cũng chỉ sống bằng lương hưu qua ngày của tôi thôi. Nhưng mà còn bà thì khác. Bà sắp nổi tiếng rồi. Sau này á, bà sẽ có nhiều tiền dữ lắm. Rồi lúc đó ha, khi bà lớn tuổi, bà tốt hơn tôi nhiều. Bà có nhà lầu này, có xe hơi nữa. Thiệt tình, ngưỡng mộ bà thiệt chứ. Ganh tị quá à. Thầy ạ? Chẳng phải ước mơ của bà là được sống hạnh phúc bên người mình yêu hay sao? Con đường của bà với tôi á hoàn toàn khác nhau. Nếu như bà mệt mỏi trên con đường mà mình đã chọn thì có thể rẽ hướng bằng con đường khác. Đừng có suy nghĩ nhiều chi hết á. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ ước gì tôi được như bà á. Tốt biết mấy. Tôi đã nói lần cuối đó nha, là con đường của tôi với bà là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Biết rồi. Thôi nè. Hả? Khoan đã. Nâng ly giữ ước mơ sắp thành sự thật. Đúng rồi. 1, 2, 3. Yeah. Gia đình là số 1. Oh, oh, oh. Gia đình là số 1. Oh, oh, oh.